Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, mong Thầy hoan hỷ cho con được hỏi. Một, ở quê con nhiều trường hợp người chết được 49-50 ngày đưa lên chùa hoặc ở nhà có mời Thầy cúng đến lễ 49-50 ngày cho người thân mất. Con thấy Thầy cúng đội mũ pháp, áo cà sa, tay cầm kích trượng, tích trượng chứ không phải kích trượng, làm thủ tục như mở cửa ngục. Ví dụ lấy bát ăn cơm úp xuống mặt đất sau làm lễ, rồi lấy kích trượng chọc mạnh đáy bát cho vỡ ra và lật lên. Việc làm của Thầy cúng có hiệu quả không cho người đã mất không, và việc làm như vậy có đúng không? Xin Thầy giảng cho chúng con được biết thêm, vì khác với kinh Địa Tạng cho người mất 49-50 ngày. Đây là ý thứ nhất vị này hỏi. Xin thưa các quý vị, trong kinh chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì phải học theo lời Phật dạy. Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng và rất nhiều các bộ kinh khác như kinh Phật Báo Ân và kinh Thủy Sám, kinh Lượng Hoàng Sám, vân vân. Phật dạy chúng ta sau khi trong gia đình có người mất, hoặc là 2-50 mất, hoặc là còn trẻ mà mất, vân vân, tùy theo nghiệp cảm của mỗi người, cộng nghiệp của mỗi gia đình. Có người mất thì trong kinh Đức Phật có dạy là phải đoán ông thầy pháp, đoán ông thầy cúng về để làm mâm cao cỗ đầy, và mời ông thầy pháp đến để dùng bùa, dùng chú và dùng cái phương pháp cúng như Phật tử này hỏi không? Không có. Kể cả các sư Phật cũng không dạy làm như thế. Các vị xem có bộ kinh nào mà Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia của mình là các sư là sau khi có người mất là lập đàn tràng, mâm cao cỗ đầy, rồi vàng mã, rồi ngựa nghéo, rồi bắt đầu là cà sa tích trượng vào, bắt đầu là phá ngục kiểu như thế không? Không có. Mà Phật dạy chúng ta là gì? Cúng dường chay tăng, phóng sinh tu phúc, cung thỉnh chư tăng á, đọc tụng cho 1, 2 hoặc 3 bộ kinh. Kinh nào cũng được, miễn là kinh gì? Kinh Phật, do Đức Phật nói. Hoặc kinh do gì? Các đệ tử của Phật nói và được Phật ấn chứng cho. Và điều quan trọng nhất là phải gì? Biết bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện. Trong vòng thất thất chay tuần 49 ngày đó không được sát sinh hại vật. Ngược lại còn phải gì? Phải phóng sinh tu phúc để hồi hướng siêu độ cho vong linh đó. Thì vong linh đó mới gì? Sớm được siêu thoát, sớm được thoát ly chúng khổ. Còn cái chúng ta thấy bây giờ các sư hay là các ông thầy pháp, tức là các ông thầy cúng đó, họ mặc cà sa đàn tràng, đội mũ thất Phật, mặc cà sa như người xuất gia. Họ cúng bái canh kể ea đó và mang mấy cái bát ra đặt úp xuống, và họ lật không được thì họ giã nát ra, gọi là phá cửa ngục. Học theo gì? Họ học theo gọi là học theo kinh, học theo tôn giả Mục Kiền Liên, cầm gậy tích trường để gì? Phá tan địa ngục để cứu mẹ. Xin xưa các quý vị, Mục Kiền Liên có phá tan địa ngục cứu mẹ không? Không. Mà phải nhờ vào ai? Nhờ vào oai đức của chư tăng, uy đức của chư tăng. Và chư tăng thì dùng cái phương pháp nào để cứu mẹ Mục Kiền Liên? Chú nguyện, hướng tâm chú nguyện. Đại chúng chư tăng dùng cái đức của mình, cái tâm của mình, thiện của mình á, để hồi hướng chú nguyện. Và tâm của bà Thanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên, do gì? Ở trong địa ngục khổ quá, bây giờ mới ăn năn sám hối, cho nên là tiếp nhận được năng lượng của tử bi của chư tăng. Giống như là tôi lấy một cái ví dụ, năng lượng của chư tăng giống như cái gì? Cái tổng đài phát thanh hoặc là truyền hình á, phát sóng, luôn luôn phát sóng,
và tâm của bà Thanh Đề hay là tâm của chúng sinh, người thân của chúng ta mất á, giống như cái tivi hoặc cái radio bật lên thì đúng cái làn sóng đó liền tiếp nhận được gì? Được cái tần số mà trụ sở của đài phát thanh hoặc là truyền hình nó phát. Đó, cho nên miễn là gì, cái máy của họ không hỏng, cái tivi họ không hỏng và cái đài radio của họ không hỏng, họ bật lên đúng cái tần số, đúng cái sóng, lại quay anten về hướng đó, bật tần số đài về hướng đó thì gì, bắt được, nghe được tiếng, thấy được hình. Tương tự như vậy, tâm của người thân của chúng ta đã mất ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khi họ đau khổ đến tột cùng, người thân của chúng ta thỉnh chư tăng đọc tụng kinh điển hồi hướng siêu độ cho. Ví dụ như pháp hội như thế này này, chúng ta thấy tôi có làm một cái gì nó mê hoặc lòng người không? Các vị có thấy tôi đội mũ thất Phật không? Không. Có thấy tôi đốt vàng mã không? Không. Có thấy tôi đó cầm tích trượng để mở toang địa ngục không? Múa máy quay cuồng chiếc đàn tràng không? Không. Tất cả là dùng theo gì? Y giáo. Theo lời Phật dạy là gì? Phật thuyết A-di-đà kinh như thị ngã văn. Phật nói kinh A-di-đà một thời Đức Phật ở xã Vệ Quốc. Và gì? Tán Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tất cả đại chúng chúng ta y giáo phụng hành. Phật dạy thế nào chúng ta làm y như thế. Tổ dạy thế nào chúng ta làm nguyên như vậy. Như vậy là mới đúng là lời của Đức Phật đã dạy. Thì chúng ta hành trì như thế mới đúng với chính Pháp. Còn cái trường hợp Phật tử này hỏi làm như vậy có đúng không? Tôi dám khẳng định với các Phật tử, với chính Pháp của Đức Phật là không đúng. Còn với thế gian Pháp, đúng hay không thì đó là việc của thế gian, để cho họ gì? Họ bình xét và họ trả lời câu hỏi này. Còn với Phật Pháp, tôi khẳng định với các quý vị là không đúng, mà chỉ có gì? Tội thêm thôi. Tức là cái tấm áo của Đức Phật đắp á, và sau này nó Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta cũng như Trung Quốc á, nó canh tân đi một chút cho phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc, của quốc gia đó. Cho nên chúng ta thấy cà sa của các sư, tức là áo Pháp đó, của các sư mặc bây giờ khác với áo Pháp của thời Đức Phật tại thế của Ấn Độ. Nhưng mà cái giá trị thì như nhau, mục đích sử dụng thì như nhau, công đức thì cũng giống nhau, không có khác. Cho nên á, ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, nhà mẹ ngài sinh ra duy nhất ngài, lớn lên một chút và ngài xuất gia. Sau khi xuất gia thì lúc mẹ ngài còn trẻ thì vẫn tự làm được mà ăn thì không sao. Sau khi mẹ ngài già, sau này mẹ ngài già, ngài thương mẹ lắm nhưng không biết làm thế nào. Cái ngày mẹ ngài chết, ngài lấy một cái tấm cà sa của mình đem đắp cho mẹ và chôn. Chôn xuống buổi sáng, các vị biết không, đoàn người vừa ra về, trời ầm ầm cơn giông tố bão táp kéo đến, và sấm sét nó đánh gì, đánh bật cái hết cái đất lên và bung cái nắp quan tài ra. Ngài, cái vị thiền sư đó nghĩ rằng không biết do cái tội lỗi gì, mẹ của mình tạo cái tội gì mà nghiệp nặng như thế, rồi lại đem vùi đậy nắp quan tài và vùi lại lần thứ hai. Chúng ta biết lần thứ hai, tối hôm đó trời lại ầm ầm nổi cơn giông và sấm sét lại đánh một lần nữa, rồi bùng cả nắp quan tài, và lần này còn gì, bay cả cái xác bà mẹ lên trên mặt đất. Cái vị thiền sư đó không hiểu lý do gì, cho nên á, bắt đầu là nhất tâm ra trước điện Phật tụng kinh và sám hối và cầu nguyện Phật và Bồ Tát Quan Âm chỉ cho mình là vì vẫn chưa đắc đạo, cho nên cầu Phật Bồ Tát Quan Âm chỉ cho mình vì lỗi gì mà mẹ mình như thế. Khi mà lễ tụng hết quyển kinh cầu xong, nó bắt đầu ngài đi nghỉ. Thì trong cái khi nghỉ, ngài vừa thiêm thiếp đi thì thấy một gì, một cụ già râu tóc bạc phơ đến nói với vị sư đó rằng á, ông cả đời tu hành chay tịnh trường chay giới rất tốt, nhưng mà do gì, do vô minh cho nên gì, mẹ ông không phải là cái người xuất gia tu hành, tại sao ông lại lấy cái cà sa của người xuất gia tu hành để đắp cho mẹ ông và đem chôn mẹ ông cùng với tấm cà sa của người xuất gia? Vì ông làm sai với pháp của Phật, cho nên á, chư thiên không hoan hỷ. Vì vậy mà gì,
Lôi thần mới đùng đùng nổi giận và trừng phạt như thế. Nay ông phải sớm sám hối cái việc đó và đi thay lấy cái, cởi bỏ cái tấm cà sa ở trên thân thể của mẹ ông và mặc bộ quần áo bình thường để chôn mẹ ông, thì việc đó sẽ hết. Và ông làm sáng ra, ông làm y như vậy, và từ đó trở đi Xét không bao giờ đánh mộ mẹ ông ấy nữa. Cho nên cà sa của gì, y phục của người xuất gia không phải để dành cho hàng phàm phu tục tử, có thể muốn đắp mặc thì mặc, muốn đắp thì đắp. Mang hình tướng của tăng mà việc làm sai trái với pháp của tăng á, thì tội những kẻ đó. Sau khi chết đi chắc chắn ba đường ác đạo sẽ mở cửa ra. Cuộc sống ngày hôm nay nó vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo nuôi vợ nuôi con mà không từ một việc gì, tức là trộm pháp của Phật mà kiếm cơm, kiếm áo, kiếm gạo, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Đó là cái tội gì? Cái tội đọa trong cái địa ngục hỏa khanh, không thể tránh được. Cho nên đó, chúng tôi khẳng định với các quý vị trong câu hỏi đó là gì? Chắc chắn không chuẩn rồi. À, trả lời câu hỏi đó chắc chắn trường hợp đó là không chuẩn rồi. Trong Phật pháp không chuẩn rồi.